Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa chư đồng hương Phật tử, xin mời chư đồng hương Phật tử an tọa. Bởi lẽ có hai nghi thức
cùng đồng thời xảy ra, cho nên thời giờ chúng ta rất eo hẹp. Chúng con xin được phép giới thiệu đến tất cả chư đồng hương Phật tử. Ngày hôm nay tại đạo tràng Huệ Quang cử hành đại lễ Vu Lan Tháng Hội, và trước mặt quý vị là toàn thể chư tôn đức tăng ni được thượng tòa chủ trì Trệ Hồ Quang cung thỉnh cùng về tham dự với đồng hương Phật tử chúng ta ngày hôm nay tại đạo tràng Huệ Quang. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào chư tôn.